Xin chào mọi người đã đến với cơ sở tranh gỗ Đại Nghiệp ạ. Ngày hôm nay thì Phương Anh lại vừa lên xong một tấm tranh đồng quê cực kỳ khủng với kích thước tổng phủ bì là 2m65, cao 1m25 và được làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ. Cụ thể hơn chính là gõ đỏ Pa Chi. Thì riêng cái ván tranh sẻ của mình là rộng đến 94 phân và dày 8 phân và được đục thủ công kênh bong liền khối hoàn toàn nha mọi người. Tác phẩm được mang tên là Đồng quê cây đa to. Thì đây có thể nói là một cái thời điểm cực kỳ thích hợp để mọi người mua đồ gỗ nói chung cũng như là mua tranh gỗ nói riêng. Vì cái thời điểm này thì mọi người có thể hình dung là từ giờ đến Tết của mình là cần chắc là khoảng gần 3 tháng nữa thôi. Một cái thời điểm cực kỳ thích hợp để mình có thể hoàn thiện những cái sản phẩm một cách nó kỹ càng và đẹp nhất. Thì sau đây cùng cơ sở bên mình đi vào cận cảnh cũng như là chi tiết hơn về cái tấm tranh mà cơ sở bên mình giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay nhé. Vâng, xuất hiện trên màn hình của mọi người chính là cái tác phẩm Đồng quê mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu. Tác phẩm Đồng quê cây đa to. Thì tại sao tác phẩm lại được gọi là Đồng quê cây đa to? Thì nếu mà mọi người để ý, cái hình ảnh cực kỳ là trung tâm cũng như là nổi bật của bức tranh chính là hình ảnh của một cái cây đa, một chiếc cổng làng cực kỳ lớn. Chính vì vậy mà tác phẩm được đặt tên là Đồng quê cây đa to. Đồng quê chính là cái tác phẩm mà nó miêu tả về thứ nhất là những cái hình ảnh cực kỳ quen thuộc quê hương Việt Nam ngày xưa cũng như là những cái hình ảnh sinh hoạt lao động của người dân. Vậy thì hãy cùng cơ sở bên mình đi vào cận cảnh cũng như là chi tiết về tấm tranh ngày hôm nay nhé. Đây, như mình đã nói đấy thì nổi bật và chiếm đến phần lớn của bức tranh chính là hình ảnh của một cái chiếc cây đa và một chiếc cổng làng cực kỳ lớn nổi bần bật ở giữa tấm tranh. Thì cây đa này thì sẽ được cơ sở bên mình thứ nhất là mọi người nhìn thấy cái cây đa này. Để xem cái kích thước nó lớn như nào thì mình sẽ đặt cái bàn tay của mình vào đây để mọi người có thể là dễ dàng hình dung ra cái kích thước của nó nhất. Một cái cây đa cực kỳ bự, cực kỳ lớn luôn, với những cái phần thân, phần rễ rất là to này. Đây, toàn bộ phần thân, phần rễ này thì sẽ đều được cơ sở bên mình gọi là di sần hết nha mọi người. Nhìn vào đây tiếp tục là mọi người sẽ xem những cái phần nhánh cây này. Nhánh cây đa nó rất là to, rất là lớn và sẽ đều được tinh bong moi móc hết rồi nhá. Mọi người nhìn thấy cái phần tay của mình này, có thể là dễ dàng nó luồn lách qua những cái chi tiết này thì nó gọi đây chính là những cái phần như này, tay mình dễ dàng luồn lách qua đây thì nó gọi là đục kênh bong. Đục kênh bong tức là những cái phần mà mọi người thấy nó đục tách biệt hẳn so với nền tranh ấy, và đục liền khối, nhưng mọi người đục tách biệt hẳn so với nền tranh thì nó gọi là đục kênh bong đó. Tiếp tục mọi người có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mà hết sức quen thuộc ở làng quê, chính là những cái hình ảnh mà những cái em bé mà trèo trên cây này, nó nghỉ ngộ trèo trên cây và nhảy xuống để tắm ao. Đây là những cái hình ảnh mà mình nghĩ là cực kỳ quen thuộc với những cái thế hệ 9x, 8x hoặc thậm chí là trở về trước. Đấy, rất là quen thuộc. Đây, mọi người có thể nhìn thấy những em bé này, rất là nghịch ngộ. Thứ nhất là cái dáng này, cái dáng nhảy rất là đẹp này. Đấy, em bé này thì đã đang là gọi là đang bơi lội dưới ao rồi. Đó, cực kỳ đẹp nhá. Tắm ao, tắm hồ này. Đây, cậu này thì ngồi đang vắt vẻo trên cành cây cao. Cậu này thì nghịch hơn một xíu là còn chui vào cả trong gốc cây nữa đó. Mọi người có thể để ý là những cái diện mặt của cơ sở bên mình thực tỉ ở đây là những cái diện mặt mà rất là vui tươi của những em nhỏ, nhìn diện mặt nó rất là vui, rất là hoan hỉ, đúng không ạ? Tiếp tục bên này, bên dưới này sẽ là một cái hình ảnh mà nho nhỏ, bên dưới là những cái cảnh sinh hoạt và lao động của người dân đó, các bà các mẹ, đúng không nhỉ? Đây có một bên này là hình ảnh một con trâu nhá. Vâng, con trâu là một cái hình ảnh hết sức quen thuộc với làng quê, đúng không nhỉ? Đó, vâng, một người nông dân là đang gọi là cưỡi trâu để chở cái xe thành quả lao động của mình. Đó, mọi người nhìn này, đây, cái hình ảnh, cái cuốc, cái bồ cào là hết sức là quen thuộc. Ở bên trên thì là cái hình ảnh của các bà, các mẹ là gồng gánh này, đi chợ ở đây, đúng không ạ? Thì mọi người có thể để ý là hình ảnh của các bà, các mẹ này, với cái diện mặt rất là đẹp này, diện mặt rất là nét này. Em quay kỹ thì mọi người nhìn cái diện mặt rất là nét, rất là đẹp. Và bên trên thì như là đang quấn khăn, cái là khăn này có phải gọi là khăn mỏ quạ không nhỉ? Đúng, có phải khăn mỏ quạ không ạ? Đó, cực kỳ là đẹp và quen thuộc nhé mọi người. Vâng, xuất hiện tiếp tục bên cạnh cái cây đa chính là một cái hình ảnh ở cái chiếc cổng làng rất là lớn. Vâng, rất là đẹp. Đây, cổng làng cực kỳ đẹp và rất là to ở đây này. Vâng, ở bên dưới thì mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh của ông lão là đang trông em nhỏ, đúng không nhỉ? Những cái hình ảnh hết sức là thân thuộc đời thường và thân thuộc với làng quê ở đây nữa nhé. Bên cạnh chiếc cổng làng và cây đa thì mọi người thường thường thì mọi người sẽ thấy một cái hình ảnh hết sức quen thuộc, đó là hình ảnh của cái giếng làng.
Đó, đây, đây ạ, em quay cận cảnh để mọi người nhìn nhé. Hình ảnh của bà mẹ là đang lấy nước này. Đó, đây là những cái gọi là cái quăng gánh và những cái xô nước này. Đó, đang và đây là đang cái hình ảnh hành động là kéo nước lên. Mọi người nhìn cái diện mặt của bà mẹ rất là đẹp, cực kỳ đẹp nhá. Và đây là diện mặt của em nhỏ là đi theo mẹ này. Đó, rất là đẹp. Tiếp tục nhá, mọi người cùng em xem tiếp này. Bên này thì mọi người sẽ thấy là những cái hình ảnh của những cái ngôi nhà rất là thân thuộc ở làng quê, với bờ tường gạch mái mái ngói đỏ đúng không nhỉ, rất là đẹp, xinh xinh, cổng nhà xinh xinh này. Ở bên dưới sẽ là những cái hình ảnh lao động hết sức là thân quen. Ví dụ đây đây này, một gọi là một bà mẹ là đang gọi là một người nông dân là đang dắt trâu đi cày này. Bên trên này là có một đôi vợ chồng là đang tát nước này. Đó, cái hình ảnh mà có thể nói là nhìn vào một phát là chúng ta có thể gợi nhớ ra ngay, đó là cái tác phẩm về đồng quê. Bên này cái bà mẹ đang, đây là một cái ông, gọi là bên này là một hình ảnh của một người đàn ông là đang gánh này. Đó, em nhỏ, hai em nhỏ là đang dắt trâu đấy đi chăn trâu. Mọi người thấy không, tức là diện mặt của các nhân vật mọi người có thể thấy ở đây là diện mặt rất là hoan hỉ, rất là vui tươi và rất là đẹp, rất là nét. Đó, đây, hình ảnh quen thuộc như chú chó, cực kỳ là thân thuộc với mọi người. Ở bên dưới này thì mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh của ông lão ngồi câu cá, và một đây là một em bé là ngồi bên cạnh để đang chờ những cái con cá có thể là được vứt vào những cái giọ này. Đó, một cái hình ảnh mà không thể thiếu của làng quê chính là hình ảnh của lũy tre đây ạ. Tức là toàn bộ ở những cái hình ảnh mà thân thuộc nhất, gắn bó nhất và quen thuộc nhất đối với làng quê thì sẽ đều xuất hiện ở cái tích tranh này nha mọi người. Và hiện tại thì tác phẩm đang được cơ sở bên mình trưng bày trực tiếp tại cơ sở tranh gỗ Đại Nghiệp, có địa chỉ tại số 47 và 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội. Và mọi người cũng có thể về trực tiếp cơ sở bên mình để tham quan sản phẩm trực tiếp, hoặc inbox trực tiếp qua mình qua hotline là 0837 3 con 9 3 con 7. Đây, đây là số hotline của mình thì mọi người có thể nhìn này. Đây nhé, 0837 3 con 9 3 con 7. Thì các mọi người có thể liên hệ giúp mình trực tiếp qua số hotline này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video của cơ sở của mình ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn ạ.